I
Thank you.
Thank you.
này ăn cơm tại bên tiệm nên người nhà cũng thường quay quay chân ga một cái người hai chân ga và nhau với bạn cơ bản thì cơ bản đi nhà bên tiệm của người là ai cũng rất là mình cần đi ăn cơm của bạn và những cái thứ ga bạn phải chú ý để cho ai cũng như là cảm xúc mà chúng ta ngày cảm cao thứ hai Thank you.
Thank you.
Thank you.
credit card.